1955 là đi học ở Campuchia, tại Campuchia. Trong thời gian học này tới năm 1956, Cha Sơ Than đi học trường Bali cao cấp Khmer tại Bali, Campuchia, trường cao cấp, nghĩa là cư ngụ tại chùa Na Rom, là trong cái cư ngụ tại chùa Na Rom để học, nghĩa là Bali. Trong nghĩa là học tại chùa Na Rom có ông Quỳnh Cương là cai quản tại, nghĩa là cách xa đó là ông Quỳnh Cương, nghĩa là quản lý là Cha Sơn Phan. Trong thời gian học tại Campuchia xong rồi trở về Việt Nam năm 1962 là tốt nghiệp cao cấp Phật học Bali tại Campuchia, trở về chùa Cây Chó bắt đầu hoạt động cho Phật giáo, cho nghĩa là Phật tử và tham gia nghĩa là cách mạng, cho nghĩa là dân tộc. Và cái đó là năm 62, nghĩa là Cha Sơn Than trở về chùa Cây Chó, và đồng thời là hoạt động cho nghĩa là Phật giáo, hoạt động cho vấn đề nghĩa là các vị Phật tử người dân tộc. Đó là năm 62. Vì hoạt động cho Phật giáo, trong thời gian hoạt động tại Phật giáo, ông Cha Sơn Than cũng có vấn đề tâm huyết, nghĩa là đi tham gia, nghĩa là vận động biểu tình chống đối với vấn đề chế độ miệt thị. Nghĩa là thời gian đó vấn đề chiến tranh thì ông chống đối vấn đề, nghĩa là xưng, nghĩa là không, nghĩa là bắt, nghĩa là dân tộc, vấn đề là tham gia vấn đề nghĩa là gọi là nghĩa vụ quân sự đó, bắt lính đó, đó. Ông chống đối vấn đề bắt lính, tham gia phần đó. Rồi đồng thời ông cổ động cả tàu thị xã Vĩnh Châu là 21 chùa biểu tình lần thứ hai. Trong lúc mà biểu tình lần thứ hai, nghĩa là đến nghĩa là dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu để chống đối, nghĩa là gọi là được nghĩa là ưu tiên vấn đề nghĩa là dân tộc thiểu số, không có đi lính. Rồi quá trình công tác cách mạng dân tộc tới năm 1969, năm 1970 hai lần đi tỉnh Bạc Liêu biểu tình đòi nhân quyền trước dinh tỉnh trưởng Bạc Liêu. Ngày năm 1970, lãnh đạo sư sãi xã Lai Hòa và lãnh đạo năm 1970, nghĩa là có tổ chức bầu cử, có tổ chức bầu cử là ông nghĩa là vận động các nghĩa là Phật tử, nghĩa là các sư sãi để nghĩa là không có đồng ý vấn đề cái bầu cử của ngày đó, chống đối vấn đề ngày bầu cử ngày năm 1970. Tới năm 1971, ông Cha Sơn Than đã chuẩn bị nghĩa là chống đối một thời gian nữa, do nghĩa là phó tỉnh trưởng là Hồ Văn Hiệp nghĩa là trực tiếp để chống đối, coi như là trong lúc đó là trực tiếp nghĩa là gặp ông Hồ Văn Hiệp và coi như là làm con tin đó, trong lúc mà biểu tình đó là làm con tin, nghĩa là bắt Hồ Văn Hiệp đó, năm 1971 cho đến năm 1973, đại đức Cha Sơn Than đi Bạc Liêu. Trong lúc đi Bạc Liêu á, trên đường nghĩa là bị nghĩa là địch nghĩa là theo dõi, nghĩa để mà thời gian của năm 73 đó, là lúc đó là Cha Sơn Than bị ám sát, cùng đi có một ông tài xế đi cùng chung với đại đức Cha Sơn Than tại cái gì tại Snat á, là gần Vĩnh Trạch, cái xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch đó là lúc là 4 giờ chiều và ông bị nghĩa là bị ám sát chết tại ngay chỗ đó luôn. Đó có quá trình của Cha Sơn Than, coi như là ông là người nhà tu và đồng thời là cũng người dân tộc Me, cũng có nhiều lần để hoạt động nghĩa là chống đối, nghĩa là đối với địch, vấn đề nghĩa là bắt tớ lính này đó đi quân dịch, rồi đồng thời nghĩa là đòi nhân quyền vấn đề dân tộc thiểu số. Suốt thời gian ông hoạt động tới ngày đó ông qua đời năm 1973, là ông mất là lúc nghĩa là 4 giờ ngày 3 tháng 4 năm 1973. Đó là lịch sử tóm tắt của đại đức Cha Sơn Than trong quá trình này. Rồi nếu mà sau này
tới cái ngày lễ dư hương của gia sư Tha là năm nào cũng được tổ chức tại đây. Và cái đó là chú xin báo cáo vấn đề tiền sử cho, nghĩa là các cháu trong cái đoàn thanh niên, các anh em trong cái bộ đội biên phòng trong cái gia sư Tha đã hy sinh vì tổ quốc, nghĩa là vì vấn đề nghĩa là dân, nghĩa là đấu tranh vấn đề, nghĩa là mạnh nhất vấn đề nghĩa là sát độc trị số đó, là đòi hỏi không cho đi lính, mà bắt lính là không được, ông đi chống đối, thậm chí nghĩa là bầu cử này nọ ông còn nghĩa là vận động gì sư đi tới chỗ phòng phiếu, nghĩa là dựng phòng phiếu nữa. Đó là quá trình của đại đức cha Xuân Hà, có nhiều chú xin tóm tắt cho các em là các cháu trong đoàn thanh niên là để làm sau này làm gương theo cha Xuân Hà, một người có nghĩa là có tâm và có đức, một người có trách nhiệm trong cái xã hội, trong việc cộng đồng. Cao hết, chào tất cả các anh em.